Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành giao thông tìm giải pháp xã hội hóa nguồn lực ở mọi khâu, bằng mọi cách và nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện để xã hội hóa cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thành công. Trong khi đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thêm tội tham mô tài sản. Thanh tra Chính phủ sẽ thanh kiểm tra ngay các địa phương không phát hiện tham nhũng trong năm 2016 để làm rõ tình trạng này. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 16 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị, trước tình trạng khan vốn nghiêm trọng cho các dự án giao thông, sáng nay tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành giao thông tìm giải pháp xã hội hóa nguồn lực ở mọi khâu, bằng mọi cách và nhà nước sẽ hỗ trợ, tạo cơ chế, thể chế, điều kiện để xã hội hóa cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thành công. Khó khăn lớn nhất được Bộ Giao thông Vận tải đặt lên bàn thảo luận ngày hôm nay, đó là tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng. Hiện nhu cầu vốn đầu tư trong 5 năm 2016-2020 là gần 1 triệu tỷ đồng, nhưng mới đáp ứng được gần 210.000 tỷ đồng, tức là khoảng gần 1/3 nhu cầu. Theo Thủ tướng, tồn tại đó chính là nút thắt của ngành và của các địa phương. Hôm nay tôi ngồi đây á, mà một số đồng chí bí thư một tay Nam Bộ đã nhắn tin ra. Quốc lộ này chỗ kia, dân đang mong chờ anh, hôm nay biết anh làm việc Bộ Giao thông Vận tải. Nóng đến mức độ như thế không chị ạ? Người dân là mong chờ mức độ như thế không chị ạ? Rồi đi đâu? Ông Bộ trưởng này có ý đi máy với mấy ông Thứ trưởng đi cầu, đi đâu? Các tỉnh cũng nói về giao thông vận tải ấy. Dù đường không, dù là đường thủy, mà đặc biệt đường bộ. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Thủ tướng cho rằng phải dựa vào dân, phải xã hội hóa nguồn lực mọi khâu bằng mọi cách. Nhà nước chỉ có thể làm vốn mồi, hỗ trợ, tạo cơ chế, thể chế, điều kiện để xã hội hóa cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thành công. Cũng theo Thủ tướng, với nguồn vốn ít ỏi thì nhà nước phải sắp xếp thứ tự ưu tiên để tăng hiệu quả sử dụng. Đi liền với đó là nâng cao chất lượng công trình giao thông, để làm sao với định mức đơn giá đó thì chất lượng giao thông phải tốt hơn. Các tỉnh cũng nói về giao thông vận tải ấy. Tôi nghe nói làm đường là lãi nhất, vì vào công trình mấy chục phần trăm mà thôi. Cho nên định mức đơn giá như vậy, nhưng mà thực chất công trình vào bao nhiêu, cho chúng ta thấy một cái điều, hệ thống của chúng ta nói chung là chất lượng yếu kém, cần phải được tiếp tục xử lý giải quyết trong thời gian đấy, để hệ thống giao thông ta với định mức đơn giá đó thì chất lượng cũng tốt hơn. Xử lý gấp một số vấn đề nóng như Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phải trực tiếp bàn với Bộ Tài chính xung quanh vấn đề xử phạt vi phạm giao thông hay có biện pháp mạnh mẽ hơn trong chống cát tặc. Chủ trương mạnh mẽ hơn trong khai thác các lòng sông hiện nay. Vấn đề nóng báo chí đưa rất nhiều. Các lòng sông mà dừng lại, chúng ta tôi vừa ký mà vẫn dừng lại đấy. Ở Bắc Giang đấy, Bắc Ninh đấy, dừng lại mà cái đe dọa tính mạng của chủ tịch tỉnh cơ mà. Quyền lợi đó, nó làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy không chị ạ? Lạm dụng cái này, cái giấy phép được cấp mà lột giấy phép cấp trước ra 14 kìa. Chứ không phải thời kỳ Bắc Giang làm tổng giám đốc ở đây đâu. Tôi biết mà. Bây giờ giải quyết làm sao trong chuyện này? Cái gì cần nên làm, cái gì không nên làm. Và chúng ta cả một hệ thống chính trị chúng ta, cả cái bộ máy đồ sộ của chúng ta không làm nổi cái chuyện mà chống cát tặc trên dòng sông sao. Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ Giao thông Vận tải cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ của ngành với tinh thần tìm mọi biện pháp phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Không vì khó khăn về kinh phí mà để những yếu kém của ngành tiếp tục là nút thắt trong phát triển. Trong một thông cáo phát đi hôm nay, Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông cầu. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2017. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 về việc thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông cầu. Như đã đưa tin, cách đây ít ngày, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa khoảng 10 cán bộ, trong đó có Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Lý do tỉnh đã đề nghị dừng dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp với tận thu sản phẩm trên sông cầu.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu 3 địa phương Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Bình kiểm tra làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh về việc chặt phá rừng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra làm rõ điểm nóng phá rừng Easup, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị kiểm tra làm rõ tình trạng chặt phá rừng phòng hộ hướng hóa Đắk Rông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình kiểm tra làm rõ những vấn đề báo VOV điện tử nêu tại bài báo động khai thác gỗ hương trái phép. Tất cả phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật. Công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mở đợt cao điểm về xử lý vi phạm tốc độ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Nhiệm vụ trọng tâm cấp bách này được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đặt ra với các bộ, ngành, địa phương tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông diễn ra chiều nay tại Hà Nội. 2 tháng đầu năm 2017, toàn quốc đã xảy ra gần 3.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.570 người, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với 2 tháng đầu năm 2016. Tuy nhiên, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 51 người, bị thương 72 người, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các ý kiến tại hội nghị đề nghị chính phủ xử lý nghiêm vi phạm về tốc độ, thực hiện lại việc kiểm soát trọng tải xe, triển khai các trạm sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc để hạn chế số người bị tử vong do tai nạn giao thông. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp với cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác. Số người chết vì tai nạn giao thông. Công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mở đợt cao điểm về xử lý tốc độ vi phạm tốc độ để hưởng ứng tuần lễ an toàn đường bộ toàn cầu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát hiện và xử lý các vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông, gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu của từng đơn vị theo địa bàn được phân công. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành công an phối hợp với giao thông vận tải tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, tăng cường xử lý các phương tiện mang biển xanh vi phạm, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, không cho phép lưu hành xe ô tô tự ý hoán cải, thay đổi thiết kế, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển hàng hóa trên xe ô tô khách, ngăn chặn vận chuyển hàng cấm, vật liệu dễ cháy nổ, tổng điều tra phương tiện thủy nội địa. Phải thẩm định kỹ để ngăn chặn nhập công nghệ lạc hậu gây họa môi trường. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi cho ý kiến vào dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi sáng nay tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một trong những điểm mới nhất của dự thảo luật chuyển giao công nghệ là quy định về việc thẩm định công nghệ, đồng thời bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong thẩm định công nghệ của dự án đầu tư và thẩm quyền thẩm định công nghệ dự án đầu tư. Theo chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, việc đưa quy định này vào dự thảo luật nhằm ngăn chặn công nghệ cũ, lạc hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cũng cho rằng, quy định về công nghệ hạn chế chuyển giao chưa chặt chẽ và có phần nào đó mâu thuẫn với chính sách nhà nước về chuyển giao công nghệ. Thì ghi là hạn chế thì hạn chế như thế nào, hạn chế đến mức độ nào? Và hạn chế thì nghĩa là được nhập và được chuyển giao. Mà được chuyển giao những cái thứ này vào thì nó lại mâu thuẫn với cái chính sách của nhà nước về cái hoạt động chuyển giao công nghệ. Đấy. Và đồng thời thì tôi thấy là tạo kẽ hở cho chuyển giao và những cái công nghệ lạc hậu, công nghệ gây tác hại môi trường vân vân nhập vào nước ta. Thì như vậy là cái luật này nếu mà quy định như vậy thì cái điều này tôi thấy là nó kẽ hở. Đánh giá dự thảo luật chuyển giao công nghệ lần này đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu cần phải chi tiết hơn nữa các quy định về trách nhiệm thẩm định nhằm ngăn chặn việc đưa công nghệ thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm vào nước ta. Đây là cái khâu quan trọng nhất, phải không? Quan trọng nhất, không thể thiếu được trong cái giai đoạn mà chúng ta quyết định chủ trương đầu tư. Để quyết định chủ trương đầu tư thì công nghệ của nó là cái gì? Thì phải quy định về công nghệ. Thì tôi cho là cái này đã tiếp thu rất là đầy đủ.
rồi trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với cái việc thẩm định công nghệ phải quy định rõ. Sau này nếu mà anh luật đã nói như thế mà anh đưa cái công nghệ lạc hậu, công nghệ gây ô nhiễm môi trường vào thì trách nhiệm của cái cơ quan nào, cái người nào mà chịu trách nhiệm chính là phải chịu trách nhiệm. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền yêu cầu ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát nghiên cứu quy định về hạn chế chuyển giao. Đặc biệt, ông Hiền cũng lưu ý cơ quan soạn thảo cần cân nhắc việc đưa vào luật quy định ưu tiên cho công nghệ trong nước, tránh tình trạng công nghệ không tốt vẫn phải sử dụng. Cũng nêu một số vấn đề. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Nhiều ý kiến trong phiên họp cho rằng nội dung nghị quyết này chưa làm rõ được ba chủ thể là Mặt trận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu, đối tượng giám sát liên quan đến chủ thể giám sát vẫn còn chồng chéo, trùng lắp với các cơ quan nhà nước. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, nghị quyết cần phải làm rõ được sự kết nối giám sát của mặt trận với quyền lực lãnh đạo quản lý nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu để làm rõ vai trò của ba bên trong phối hợp, tiếp tục hoàn thiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ở phiên họp sau. Chiều nay thảo luận về dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị luật cần quy định nếu để xảy ra mất rừng thì phải xử lý người đứng đầu. Là người đầu tiên cho ý kiến vào dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt khá gay gắt khi đề cập đến vấn nạn phá rừng đang diễn ra tràn lan và không thể kiểm soát. Toàn đại ca phá rừng, toàn đại ca cướp biển. Thì tôi ngồi tôi cứ ước là làm thế nào mà Tam Sơn Tứ Hải này giảm cái đại ca đi mà tăng cái đại gia lên. Thì đất nước này mình giàu được chứ. Đất nước mình giàu được chứ. Cho nên đây là một thực trạng. Thực trạng này không điều chỉnh, không thiết kế luật, thì rồi cũng sẽ phức tạp. Để tránh tình trạng cha chung không ai khóc, ông Võ Trọng Việt đề nghị trong luật cần đưa ra được quy định cụ thể về trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, từ xã, huyện đến tỉnh trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đề nghị bên cạnh quy định về hoàn thổ, trồng lại rừng theo hướng chặt một cây trồng lại một cây, thì cũng cần xử lý nghiêm lãnh đạo để xảy ra mất rừng. Trách nhiệm bảo vệ rừng thì có nói đến là của tỉnh và của quyền. Tôi đề nghị rằng nếu được thì các đồng chí thử nghiên cứu giao trách nhiệm bảo vệ rừng thuộc về chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh và chủ tịch huyện, chứ không có chung chung là tỉnh và huyện nữa. Nghĩa là nếu mất rừng thì chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm, mất rừng thì chủ tịch huyện phải chịu, là ghi rõ cái trách nhiệm của đồng chí chủ tịch địa phương lên cái vô vào cái luật của chúng ta, chứ không có chung chung ủy ban nữa như chỗ này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đặc biệt lưu ý, luật ra đời phải đáp ứng được yêu cầu đảm bảo cho người dân vùng rừng có thể sống được nhờ rừng, không để tình trạng đất trống đồi chọc mà dân thì đói. Tại buổi đối thoại chính sách, sự tham gia của trẻ em trong xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến trẻ em diễn ra vào sáng nay, các đại biểu đề nghị các cơ quan nhà nước kiến tạo một không gian trao đổi thẳng thắn, hai chiều, tích cực để cả trẻ em và các tổ chức xã hội đưa ra những ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật, đặc biệt là xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá các hoạt động liên quan đến trẻ em và công nhận các hoạt động giám sát độc lập. Các đại biểu cũng cho rằng với vai trò trẻ em như một xã hội thu nhỏ, gia đình cần tự nâng cao kiến thức, năng lực phù hợp để đảm bảo phát huy môi trường gia đình an toàn, khuyến khích trẻ em bày tỏ ý kiến. Báo cáo cho thấy những vụ xâm hại tình dục trẻ em đã nóng và sôi sục trong truyền thông và cộng đồng trong thời gian vừa qua. Vấn đề này đã tồn tại trong một thời gian dài và sẽ không xảy ra nếu các em hiểu rõ quyền của mình và dám lên tiếng để bảo vệ bản thân. Người lớn tạo cho các em một môi trường an toàn để biểu đạt chính kiến, chia sẻ nỗi lo lắng của bản thân trong gia đình, trong cộng đồng, các hành vi xấu có được phát hiện và ngăn chặn sớm. Môi trường giáo dục trong
Tất cả thông tin tuyên truyền về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và giới thiệu các tiềm năng về du lịch, kinh tế của Đà Nẵng sẽ được đăng tải trên các phương tiện của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là nội dung quan trọng được Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ký kết vào chiều nay 16 tháng 3. Theo nội dung ký kết, thành phố Đà Nẵng sẽ có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin cho Đài Tiếng Nói Việt Nam về các lĩnh vực và các hoạt động trên địa bàn thành phố, phối hợp tạo điều kiện cho phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam kiểm chứng thông tin, làm rõ thông tin, giải tỏa những hiểu lầm, bức xúc trong cộng đồng dân cư, đưa thông tin chính thống đến khán thính giả, bạn đọc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phía Đài Tiếng Nói Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại về tình hình phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động khác của thành phố trên phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của thành phố Đà Nẵng, đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin về địa phương, tăng cường giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư, tham quan du lịch, thực hiện các đợt tuyên truyền về thành phố hoặc những thông tin sự kiện lớn diễn ra tại địa phương, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng trong việc kiểm chứng và làm rõ thông tin đang được dư luận xã hội quan tâm một cách khách quan, chính xác và đúng sự thật. Sáng nay, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về dự thảo nghị định mới về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Một trong những thay đổi quan trọng là việc xử lý đất đai và xác định quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Theo dự thảo mới, toàn bộ đất đai, nhà xưởng của các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải quy hoạch, công bố mục đích sử dụng đầy đủ trước khi cổ phần hóa. Sau đó, quy hoạch sử dụng đất phải đúng với mục đích, mục tiêu phát triển doanh nghiệp, được chính quyền địa phương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất. Với những phần đất thừa, không sử dụng sẽ phải trả lại, không còn tình trạng doanh nghiệp sau cổ phần hóa sẽ được ôm, nắm giữ toàn bộ diện tích đất đang xử lý. Theo Bộ Tài chính, các loại đất theo diện thuê của nhà nước thì sẽ được tiếp tục thuê, xác định giá trị theo từng thời điểm. Như vậy, các mảnh đất có vị trí địa lý đẹp hay thường gọi là các khu đất vàng sẽ không bị thất thoát giá trị, không làm mất lợi ích của nhà nước khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng cho biết người lao động bao gồm cả người lao động tại các công ty con khi công ty mẹ cổ phần hóa cũng được mua cổ phiếu ưu đãi với giá 6.000 đồng một cổ phần. Mỗi người lao động sẽ được mua 100 cổ phần đối với mỗi năm làm việc thực tế tại khu vực nhà nước. Tại hội nghị tổng kết thực hiện bộ công cụ đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh do Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng nay tại Hà Nội, các đại biểu đã đề nghị Thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm tra ngay các địa phương không phát hiện tham nhũng để làm rõ tình trạng này, cũng như có giải pháp đẩy lùi, ngăn chặn. Dù không mới nhưng kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2016 cho thấy chỉ có Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có phát hiện sai phạm trong tặng quà và nhận quà trái quy định thông qua thanh kiểm tra. Năm 2016, các tỉnh cũng không phát hiện trường hợp kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Đặc biệt là có 8 tỉnh chưa có chỉ đạo xử lý vụ việc tham nhũng và không phát hiện ra tham nhũng. Từ thực tế này thì theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam phải có giải pháp mạnh thì mới xử lý hiệu quả tình trạng này. Đây là phương pháp phù hợp với điều kiện của Việt Nam về phòng chống tham nhũng. Việc đánh giá bằng bộ công cụ này, các hành vi cho nhận quà tặng, bỏ thầu bất hợp pháp sẽ bị loại bỏ để xây dựng chế độ công vụ liêm chính, minh bạch và bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Bộ công cụ đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 cấp tỉnh được Thanh tra Chính phủ thí điểm thực hiện đánh giá tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là phương pháp đã được thực hiện thành công tại Hàn Quốc, tập trung vào hai nội dung đánh giá chính là quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng và đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của các cơ quan với việc lượng hóa đầy đủ thông tin. Các đại biểu đề nghị mở rộng nội dung đối tượng áp dụng. Việc đo lường tham nhũng và đánh giá công tác phòng chống tham nhũng là nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tham nhũng. Do vậy, cần nghiên cứu, xem xét, áp dụng công tác đánh giá này với các bộ ngành và các doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, từ kết quả có được, cần có giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng tốt hơn với các địa phương chưa làm tốt công tác này. Các đại biểu cũng đề nghị, từ kết quả của bộ công cụ đánh giá tham nhũng, cần kiểm tra và thanh tra toàn diện công tác phòng chống tham nhũng đối với những địa phương có điểm đánh giá thấp, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, từ đó có biện pháp giúp địa phương làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Trước đề xuất của Quận ủy Đống Đa về xây trụ sở làm việc, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng ý nhưng lưu ý phải tránh tư duy ngắn để vừa tiết kiệm tiền ngân sách, vừa đảm bảo việc cải cách hành chính của thủ đô.
Lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, hiện quận ủy làm việc một nơi, ủy ban nhân dân quận một nơi. Ngay ủy ban nhân dân quận thì cũng chỉ có lãnh đạo làm việc tại trụ sở, còn các phòng chuyên môn khác phải làm việc rải rác ở các nơi. Quận Đống Đa đề xuất xin lấy sân bóng để xây trụ sở với nguồn kinh phí là 200 tỷ đồng từ việc kết dư ngân sách. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng ý với đề xuất của quận về việc xây dựng trụ sở liên cơ quan, nhưng lưu ý về việc phải bố trí đủ chỗ để xe tĩnh cho quận, không để làm xong lại đưa xe ra ngoài hè để. Ông Hải cũng lưu ý việc xây trụ sở quận phải tránh tư duy ngắn, bởi hiện nay chủ trương của thành phố là hình thành những khu liên cơ tập trung, thu lại những cơ sở làm việc rải rác, rất lãng phí và không hiệu quả. Chi phí cho các cơ quan nằm rải rác vừa đắt mà không thực hiện cải cách hành chính được. Trước đó thì quận Bắc Từ Liêm cũng đề xuất xây trụ sở do hiện tại đang phải làm việc tạm thời tại khu chung cư. Với cách làm quyết liệt, việc xử lý lấn chiếm vỉa hè đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người dân. Nhiều người tự dùng khoan và đục phá rỡ công trình hay các bậc thềm của nhà mình nằm trong phạm vi vỉa hè. Tuy nhiên, để tất cả người dân đều tâm phục, khẩu phục thì không phải là một việc dễ dàng. Nhưng trên tinh thần quyết liệt, nhiều biện pháp đã được chính quyền Hà Nội đưa ra. Vỉa hè của đường Kim Giang, quận Thanh Xuân đã được thông thoáng, dù ít người chưa hoàn toàn đồng thuận. Nói chung là cũng không lấn chiếm gì là nhiều được cái vỉa hè đâu, chỉ cần lúc mưa lúc nắng thôi. Qua tuyên truyền vận động nhắc nhở, vẫn có một số người trên phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm không đồng tình vì họ không có diện tích vỉa hè để kiếm sống. Không thể nào làm khách khác được, bởi vì nếu chạm vào vấn đề kinh tế của người ta là khó. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, các quận nội thành của thủ đô sẽ không chùn bước trước công việc này dù gặp không ít khó khăn. Để đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ hàng đầu. Các cái biện pháp xử lý, xử phạt là nhằm hướng đến để mọi người hiểu được cái việc mà đây cũng là một cái biện pháp để giúp người dân nhận biết được các cái hành vi vi phạm của mình. Quận phường thì cũng đã họp tuyên truyền, nhắc nhở và các đơn vị hiện nay cũng rất là đồng tình ủng hộ. Và nếu mà tất cả các cái xe mà vẫn tiếp tục cố tình mà vi phạm thì chúng ta sẽ kiên quyết để xử lý. Trong khi phố phường của Hà Nội luôn sôi động các hoạt động tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè, thì có một ngôi nhà vẫn nằm nguyên vẹn dù nằm trọn trên vỉa hè của tuyến đường. Đó là ngôi nhà số 27 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Trao đổi với VTC, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết, phần đất được cho là lấn chiếm trên vỉa hè, thực chất là phần đất nằm trong sổ đỏ đã được cấp giấy phép chứng nhận hồ sơ gốc từ thời Pháp thuộc. Đây cũng sẽ là một trường hợp khó, nhưng chính quyền chủ trương sẽ giải tỏa căn nhà ôm trọn vỉa hè vì có sổ đỏ để tạo sự công bằng. Trên địa bàn quận Đống Đa của chúng tôi thì chỉ có một trường hợp duy nhất ở trên phố Tôn Đức Thắng. Cái hành này thì chúng tôi đã có chủ trương là để thực hiện công tác giải phóng bằng. Việc giành lại vỉa hè ở thủ đô vẫn đang được coi là một cuộc chiến. Vì chính quyền thì phấn đấu làm cho bằng được để đường thông, hè thoáng. Nhưng cũng có những hộ dân thì cứ có cơ hội là lại lấn chiếm. Do vậy, việc dùng những biện pháp mạnh sau tuyên truyền vận động không có kết quả cũng được đại đa số nhân dân ủng hộ. Có như vậy mới đem lại một diện mạo mới cho phố phường của thủ đô. Trong khi đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế, Trịnh Xuân Thanh từng là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản do liên quan tới vụ án lừa đảo bán đất cho gần 500 khách hàng xảy ra ở dự án khu đô thị Thanh Hà A, Hà Nội. Tòa án cũng công bố quyết định khởi tố 5 người là nguyên lãnh đạo Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ mùng 1 tháng 5 và một lao động tự do. Khi đang là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, Trịnh Xuân Thanh gửi đơn đến tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7 2016. Ngày 19 tháng 8 gửi đơn lần 2 xin nghỉ 1 tháng từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 để đi nước ngoài trị bệnh, hiện chưa rõ tung tích. Ngày 15 tháng 9 2016, Trịnh Xuân Thanh là bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC khiến PVC thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Và bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, Trịnh Xuân Thanh được xác định đã trốn ra nước ngoài và Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế từ hôm 16 tháng 9 2016.
Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngày 15 tháng 3, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tới thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương, thăm hỏi tình hình sức khỏe và sự đối xử nhân đạo đối với công dân Đoàn Thị Hương. Hương cho biết hiện sức khỏe tốt và đã bị lừa tham gia vụ án sát hại ông Kim Chol, công dân Triều Tiên. Chiều ngày 15 tháng 3, đại diện Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã thông tin về tình hình của Đoàn Thị Hương cho gia đình tại Nam Định. Theo đề nghị của Đoàn Thị Hương và gia đình, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cùng với Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Hiệp hội Luật sư Malaysia thu xếp các biện pháp hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương theo đúng quy định của pháp luật Malaysia và thông lệ quốc tế. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Việt Nam Online ngày hôm nay do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại.